dự báo thời tiết 17 tháng 6, Hà Nội sắp bước vào đợt nóng nhất từ đầu năm. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí mát mẻ sẽ không còn duy trì tại miền Bắc quá lâu. Từ giữa tuần, trời sẽ tăng nhiệt mạnh, cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 38 độ C. Trong hôm nay, thời tiết toàn miền Bắc vẫn tương đối dễ chịu, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 29 đến 33 độ, đêm mát mẻ 22 đến 27 độ. Mưa sẽ tiếp diễn trên toàn miền do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Trong đó thủ đô Hà Nội có mưa dông về chiều tối và đêm, riêng các tỉnh miền núi gồm Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Mưa dông và mát mẻ tại miền Bắc sẽ còn duy trì tại miền Bắc đến thứ Ba, 19 tháng 6. Từ thứ Tư, nền nhiệt tại Hà Nội tăng mạnh thêm khoảng 3 độ C, lên mức 37 độ C, sau đó sẽ tăng tiếp lên 38 độ vào ngày 21 tháng 6. Đây là mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội từ đầu năm đến nay. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, ban ngày mát mẻ 31 đến 34 độ C, đêm giảm còn 25 đến 28 độ. Trong khi đó các tỉnh Đà Nẵng, Bình Thuận có nơi nắng nóng 35 độ, đêm oi nóng 26 đến 29 độ. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, sau nhiều ngày giảm mưa, từ hôm nay mưa cũng quay trở lại với lượng mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn ở hai khu vực trên trong 2-3 ngày tới. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Ban ngày, thời tiết hai khu vực này khá mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên không quá 31 độ, Nam Bộ giữ mức 31 đến 34 độ C. Thời tiết nguy hiểm trên biển, tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hiện nay, 17 tháng 6, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18 đến 21 độ vĩ Bắc, hoạt động mạnh lên ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, đang có mưa dông mạnh. Ở phía Nam gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18 đến 21 độ vĩ Bắc, hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19 tháng 6, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong ngày và đêm nay, 17 tháng 6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 17 tháng 6 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm 60-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.
Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C. Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C. Bye.